Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại xóm mai vàng Trúc Yên ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay xóm mai vàng Trúc Yên có về một số cây mai giáo Tân Châu ha, bông đẹp nè, bông hai lớp, nhiều cánh luôn. Thân thì lắc lượng dáng long ha, giá thì mềm. Rất mong quý vị ủng hộ cho xóm mai vàng Trúc Yên ha. Rồi chào em. Dạ, em xin chào tất cả các anh chị em trên toàn quốc nha anh chị. Thì em xin chào anh Tâm ha. Thì hôm nay bên shop mai vàng Trúc Yên lại có dịp quay cho anh chị mình xem một số cây mai giáo Tân Châu nha anh chị. Có những cây là đã có mặt bông rất là đẹp nha anh chị. Thì bên em vẫn để mặt bông cho anh chị xem luôn. Nhưng mà khi anh chị mình chốt cây về, anh chị mình nhớ giúp em mà lặt bớt bỏ nụ và bông hết nha. Yeah. Để nó không bị mất sức cây nha anh chị ha. Và hình thức bên shop em luôn là bao ship toàn quốc cho anh chị em mình nha. Và giá trên báo trên clip là giá đã bao ship rồi và giá đã thanh toán tiền cây, bó cây cho mình luôn ha anh chị ha. Rồi bên em nữa là số hotline là 0939 779 318, đồng thời cũng là số Zalo bên em luôn. Anh chị nào mà có cần chốt cây hay là cần tìm mai Tân Châu á thì cứ liên hệ với em. Bên shop em chỉ cung cấp đúng một mặt hàng, đó là mai giáo Tân Châu thôi anh chị ha. Rồi, không làm mất thời gian của anh chị mình nhiều, em vào luôn cây đầu clip là cây mã số 202. Rồi 202 ha. Lắc lượng, duyên dáng. Dạ. Thì bên em rồi, thì cái dáng này đợt này thì dáng lắc lượng rất là đẹp nha anh chị. Bông luôn ha. Chiều cao là 1m21. Bông chùm luôn quý vị. Tới ngang 1m23. Nụ chùm chùm luôn ha. Rồi, hoành cây này là 15 nha anh chị. Rồi. Hoành mã số 202 này hoành 15. Em xoay cho anh chị mình xem ha. Đấy, nó có một cái vòng lò xo dưới ha, một vòng lắc lượng ở trên rất là đẹp. Cây này á nụ mặt bông đều có nè và tược cũng đã mọc rồi. Anh chị mình thấy cảm gọi là an tâm về sức khỏe của cây rồi ha, rất là khỏe luôn. Mặt bông thì anh chị mình thấy không, hai lớp ha. Đấy. Nụ thì lên nụ chùm. Rồi mã số 202 em giao lưu với anh chị mình giá là 1.050.000. Bên em có một cái hình thức là cho anh chị mình là khi mà đặt cây tới kiểm tra giúp em mã số, đúng cái mã số và đúng cái giá tiền của cây mình mới thanh toán tiền anh chị nha. Đối với anh chị nào mà mua một cây. Còn khi mà anh chị nào mua giá trị từ 2 triệu hay là 2 cây hay là mua sỉ rồi trở lên thì chị mình giúp em mà đặt cọc giúp em ha. Với lại những anh chị mình ở xa. Rồi em chân thành cảm ơn em xuống cây mã số 202, em lên cây mã cái tiếp mã 203. Rồi 203. Đây, có một bông luôn. Chiều cao nha anh chị. Đẹp. 1m4. Chùm chùm luôn. Thấy ngang là 1m4 luôn. Hoành 15 nha anh chị. Hoành 15. Đây là cái gì? Đây rất là đẹp ha. Hay là lá to luôn, mai giáo Tân Châu. Bông chùm. Bông nhiều cánh ha. Lớp thì dày tới 2 lớp và lá to nha anh chị, rất là đẹp. Đấy. Rồi đây là cây mã số 203 nha. Hoành là 15 đúng không ạ? Hoành 15. Rồi mã 203 giao lưu với anh chị mình giá là 1.200.000. Rồi 1.200.000. 1.200.000 nha. Rồi xin phép xuống cây, em lên mã kế tiếp nha anh chị. Anh chị ơi, anh chị nhớ giúp em nha, khi mà mình mua những cái cây mà có nhiều nụ và nhiều mặt bông về á, nụ xanh như thế này anh chị mình lặt bỏ bớt đi, để một hai nụ mình coi mặt bông thôi rồi nhưng mình lặt bỏ bớt đi anh chị, tại để vậy nó mất sức cây lắm nha anh chị ha. Đấy, cái đó là em góp ý thôi. Rồi chiều cao nha anh chị ơi, 1m25, cây mã số 204, tán ngang 1m22, hoành ở đây 16 nha anh chị ơi, hoành 16. Đây, cây này cũng khá lạ là do một có một cái lò xo một vòng ở dưới đế anh chị ha. Tàn nó nhọn vuốt lên trên. Rồi mã 204 này em giao lưu với anh chị mình giá là 1.000.000. 1.200.000 luôn. Rồi, 1.200.000. 1.200.000 ha. Ha. À. Đấy. Dàn đế nó nhiều quá buộc lòng phải lấy băng keo quấn lại anh chị ơi. Rồi, mã này em xin giao lưu là 1.200.000 nha. Em xin phép xuống cây em lên mã kế tiếp, mã 205. 205 nha anh chị. 205. Chiều cao là 1m28 nha anh chị. Tán ngang của mình là 1m12. Quanh đây là 13.5, tính chị mình 13 thôi. Đây. Ở đây nó có một cái vết nứt nè anh chị. Vết nứt của cái thân nè anh chị. Vết này nó đã lâu rồi, nó khô rồi anh chị. Đấy, nó tán cái dưới này nè, anh chị thấy không? Nhưng mà em đã chét keo rồi, nó khô rồi cũng không đến đổi. Cái này chút xíu nữa nếu không em sẽ chét lại luôn em gạch. Em gạch bỏ cái này. Để báo cho anh chị biết để nhiều khi anh chị mình mua về thấy nó trống hay là nó nứt á thì anh chị mình cũng không có bỡ ngỡ nha. Rồi mã này mã 205 em giao lưu với anh chị mình giá chỉ có 800.000 thôi. 800 thôi. Cái này bên đây nó bị mấy con cái là do là bên đây nó bị mất mất một tay cành. Ha. Rồi. Em xin phép xuống cây. Em lên mã kế tiếp mã 206. 206 là cây giáng long nha anh chị. Cây giáng long. Giáng long rất là duyên dáng, tột là mọc rất là khỏe anh chị ha. Yên tâm về sức khỏe của cây, chiều cao 1m3. Tán ngang mình 88. Rồi, quanh ở đây là 13 nha. Quanh 13. Đây là mai giảo Tân Châu nha anh chị. Em sẽ xoay cho anh chị mình xem mã này mã 206 nha.
Mã này giá giao lưu với anh chị mình giá là 750.000. Rồi, 750. 750.000 nha. Rồi. Rồi sẽ phép xuống kèm lên mã cái tiếp mã 207 nha chị. Nghe mẹ nói cho em. Rồi. Chiều cao. Mã 207 nha anh chị, chiều cao. 1m22. Tán ngang 1m04. Quanh 13 nha anh chị. Rồi, quanh 13. Cái này thì có mặt bông anh chị xe. Nó nhỏ nè, tại nó mất sức mới bứng về 5 cánh ha, nhưng mà bên đây anh chị coi nè. Nhiều cánh, lạ không? Đây, nhiều cánh hơn mà nhỏ ha. Tại vì do là cái xe anh chị biết sao, cây nó mới bứng về thì nó bị mất sức anh chị ha, nó chưa đủ mọc đủ cánh bông. Rồi mã này mã 207 giao lưu với anh chị mình giá là 900.000 nha. Rồi, 900. 900. Em lên mã kế tiếp mã 208. Rồi, 208. Wow, cây 208 bông đẹp quá. Quá đẹp luôn. Anh chị thấy không? Quá trời đẹp và rất là nhiều cánh luôn. Cái này là anh chị mình an tâm rồi đó, là mai mốt khi mà Tết những về sau là anh chị mình tay cành mà đầy đủ là anh chị mình chơi mặt bông này luôn. Nó zin luôn mà, không có cái kép gì hết nên anh chị an tâm. Ha, thì mã 208 nha. Anh chị nhanh tay lựa chọn những cây này nè. Có mặt bông rồi anh chị mình chỉ cần chơi mặt bông thôi là đẹp rồi. Chơi Tết mà, để đó. Chơi từ năm này qua tháng nọ luôn, năm này qua năm nọ luôn. Chiều cao 1m35, tán ngang mình 1m02. Đấy. Hoành là 13,5, tính chị mình 13 thôi, không cần tính nhiều. Em luôn trừ hao nha anh chị. Đó, có một cái cây mà được mặt bông như thế này anh chị mình đang tâm chưa? Rất là đã, rất là đẹp, dễ thương. Mà mai zin luôn nữa. Đấy, mã này mã 208 em giao lưu với anh chị mình giá là 1 triệu đồng. Rồi, 1 triệu đồng. 1 triệu đồng. Rồi em sẽ phép xuống cây. Em lên mã kế tiếp mã 209. Đây, một cây dán lò xo một vòng dán trực lên nha. Cây này thì được con cây dán trực thôi. Bông đẹp luôn ha. Bỏ vòng dán trực lên. Chiều cao 1m34. Chùm. Tán ngang của mình là 1m11. Rồi quanh ở đây 16 nha chị. Quanh 16. Đây. Anh chị mình thấy có khi lạ không? Ở trên cây á, nhiều khi em nói với anh chị á, có những cái cánh bông, có những cái bông nè, có 5 cánh thôi, nhưng mà rất là to. Nhưng mà có nhiều khi á, cũng tin cho luôn, mà lại hai lớp 10 cánh. Đó. Tại vì sao? Tại vì những cái cánh bông đó là nó mọc không có đủ sức á, nên nó không có mọc đủ cánh trên một cái cây luôn. Chứ em là anh chị thấy không? Trên mai giả Tân Châu là đa số là thường hai lớp không à. Và em trừ hao nha, 6 8 10 cánh đủ lên không? Ví dụ 5 mặt bông 5 cánh thì hai lớp là 10. Mặt bông 8 cánh thì hai lớp là 4, một lớp là 4. Rồi. Mã này là mã 209 nha anh chị. Mã 209 em đo là thông số ha. Chiều cao 1m43. Tán ngang của mình là 1m09. Rồi. Hoành 16 nha. Rồi cây mã 209 em giao lưu với anh chị mình giá là 1 triệu đồng nha. 1 triệu đồng. Đấy có mặt bông thì anh chị mình cũng an tâm ha. Rồi sẽ phép lên mã kế tiếp mã 210. Rồi 210. 210 một cây dán lắc lượng mini. Chiều cao nha anh chị. 1m13, tán ngang 99. Hoành 14 nha anh chị. Rồi, 14. Đấy đẹp luôn ha. Đấy đẹp luôn. Dán lắc lượng. Được là mọc rất là khỏe anh chị ha. Cây anh chị mình an tâm về sức khỏe ha. Đấy, dán lắc lượng mà tàn đều. Rồi mã 210 em giao lưu với anh chị mình giá có 700.000 thôi. Đây, 700. Mình tức luôn là bao ship toàn quốc nha. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Em sẽ phép xuống cây, em lên mạng cái tiếp. Mã số 211. Rồi, 211. Dạ. Lắc lượng luôn ạ. Chiều cao nha anh chị. 1m35. Nụn chùm ha. Chùm. Tán ngang nha anh chị, 1m08. Bánh đây 14 nha anh chị. Có mặt bông luôn nè anh chị. Đây. Đó, bông đẹp ha. Đây, hai lớp nè, ở trên cũng vậy, hai lớp luôn. Thì mình xem ha, những cái cây mà có mặt bông thì chị mình an tâm về cái độ tin tưởng về mặt bông ha. Và có tược thì chị mình sẽ an tâm về cái sức khỏe. Rồi, mã này mã 211, mã 211 em giao lưu với anh chị mình giá là có 900.000 thôi. Rồi, 900. 900.000 mà anh chị được một cái cây có mặt bông mà tới hai lớp luôn. Em mình chơi Tết rất là rẻ, rẻ anh chị ha. Rồi, em xin phép xuống cây. Em lên mã kế tiếp, mã 212. Rồi, 212. Đấy. Hay là nụ chùm luôn ha, chùm chùm. Chiều cao 1m06. Tán ngang 99. Hoành 15 thôi anh chị ơi, hoành 15. Hoành có nhiêu thì báo nhiêu cho anh chị ha. Đây, mà giả Tân Châu, dán này dán lông. Chị thấy không? Lắc lượng qua lắc lượng lại, lắc lượng qua lắc lượng lại là dán lông zắc à. Đấy, mã này mã 212. Mã này em giao lưu với anh chị mình giá là 900.000. Rồi, 900. 900 cho một cây mai dán lông luôn. Rất đẹp. Rồi em lên mã cái tiếp mã 213. Rồi, 213.
này toàn tròn quá. Đây, chiều cao nha anh chị, 213, chiều cao 1m43. Tá ngang của mình là 1m19. Cũng nhiều cánh luôn. Hoành nha anh chị, hoành là 15.5, tính chị mình 15 nha. Đây đẹp luôn ha. Đây, cho mình xem ha, mặt bông. Đấy, mặt bông thì chị mình an tâm, hai lớp. Đấy, mấy cái này thì nó rụng hết rồi nha anh chị, nó rụng thì em ngắt thôi. Đấy, còn ở đây mặt bông nó vẫn còn lưu lại nè. Đó, 8 cánh cũng có. Đấy, luôn. 8 cánh cũng có, cũng cái nào cũng hai lớp hết. Đẹp. Đấy, 3 mai chùm nữa. Đấy, anh chị mình cứ xem ha. Đây mã 213 nha, lưu với anh chị mình giá là 1 triệu đồng. Rồi, 1 triệu đồng. Đấy, anh chị mình bây giờ hiện tại có được cái mặt bông đó anh chị mình xem rồi nè. Có thêm được cái dáng nữa rồi đó. Anh chị mình chỉ cần mua về và để tới Tết mình chơi thôi. Mình nuôi dưỡng mình tới Tết mình chơi thôi. Cây này giá có 1 triệu đồng thôi nha anh chị ha. 1 triệu đồng thôi. Em sẽ phép xuống cây, em lên mã kế tiếp, mã 214. Rồi, 214. Đây. Đây, 214. Đó, mặt bông anh chị thấy không? Cây nào em thấy em vậy, hai lớp và tược mọc rất là nhiều. An tâm rồi anh chị ha. Đây là mai giả toàn châu, mai zin không cắt ghép gì hết nha. Chiều cao là 1m17, tán ngang là 99. Hoành 16 nha anh chị. Hoành 16 chẳng ha. Rồi, mai này mã 214 nha, 214. Một cây dán ở dưới là lắc ở dưới, ở trên là nó uốn éo ở trên ha, thẳng và uốn éo ở trên. Thì mặt bông nó là hai lớp luôn, mai giả toàn châu. Đây, anh chị thấy không, nụ và tược đều mọc rất là khỏe. Ha, sức khỏe của cây anh chị mình đảm bảo về cái tượng này, và đẹp. Cái cánh bông đẹp của cây anh chị mình thấy luôn đây ha, an tâm rồi, không có gì mà còn phải sợ người lầm nữa ha. Rồi mã 214 này em giao lưu với anh chị mình giá là 1.100.000, tức là 1.1 triệu nha anh chị. 100.000 ha. Dạ, hình thức bên em luôn là bao ship và bó cây là cho mình luôn ha. Đây, bó cây về bao giờ tới nhà luôn á nha anh chị. Nó là giá bên trên clip là giá em đã bao ship luôn rồi nha. Rồi, em xin phép lên cây kế tiếp nha anh chị ơi. Mã số kế tiếp là mã số 215. À, 215. Bông đẹp luôn ha. Dạ. Chiều cao nha anh chị, 1m23. Tán ngang của mình là 92. Hoành ở đây là 13.5, tính chị mình 13. Có nhiều thì em sẽ để nhiều nha, 13.5 em luôn trừ hao còn 13. Đây nè, đây là một cái em cần giới thiệu. Ở đây nó chỉ có 5 cánh thôi. Nhưng mà lật ngược lại vô chung một chùm nó lại có cái là 8 cánh. Ha, rõ ràng nha, đây. Thấy không? Không phải là nó chỉ không 5 cánh thôi nha anh chị. Nhiều khi nó không mọc đủ sức á, nó chỉ có 5 cánh, còn những cái cánh trong bên nó đủ sức thì nó sẽ mọc có nhiều cánh. Khi cây mình nó khỏe, lá nó xanh luôn, nó đậm luôn, thì lúc đó cây mình sẽ lúc nào bông mình nó cũng sẽ mọc đủ cánh anh chị yên tâm nha. Và cái cây ở đây nó là râm tược hết rồi nè, và nó sức khỏe nó cũng đã có hết rồi, anh chị yên tâm về sức khỏe luôn. Rồi, mã 215 này em giao lưu với anh chị mình giá chỉ có 700.000 thôi. Đây, 700. 700.000 là em nói chị là em bao ship gì tới nhà và bó cây cho mình luôn đó nha anh chị. Đấy, anh chị mình chỉ có bỏ tốn tiền ra 700.000 và anh chị mình mua được cây mai giảo Tân Châu chưa Tết ha. Rồi em xin phép em lên mã kế tiếp nha anh chị. Mã 216. Đấy, mặt bông để cho chị mình xem. Rất là to và bự nha. Đấy, nhiều cánh luôn. Nhiều cánh luôn. Nhiều khi anh chị mình nói sao chị chưa biết mặt mai Tân Châu, hay anh chị mình chưa thấy mai Tân Châu, thì đây là có những cái cánh mai Tân Châu cho anh chị mình xem. Đếm rất là nhiều cánh nha anh chị. Như đây là mình đã đủ chơi Tết rồi, không cần phải nhiều thêm nữa đâu. Em nghĩ như vậy. Rồi, mã 216, chiều cao là 1m26, tán ngang của mình là 1m03. Hoành em này là 14.5, tính là chị mình 14 thôi, em luôn làm chẵn ha. Đấy, em luôn thuộc xuống làm chẵn. Đây là mã 216, dáng cực kỳ đẹp, bông cực kỳ đẹp ha, bông rất là to đó, cỡ gần 3 ngón tay nha em, nói dù gì có 3 ngón tay của em, thấy không đó, thực tế luôn anh chị ha. Đấy, rồi mã 216 này em giao lưu với anh chị mình giá chỉ có 900.000 thôi. 900.000 là bên shop mà về Trúc Yên là bao ship và bó cây về tới nhà cho anh chị luôn, và nẹp tre rất là cẩn thận luôn anh chị. Đấy, anh chị mình cần chờ nữa cứ liên hệ lên với shop là số hotline là 0939 1779 318 để đặt một cái cây mai để mình về mình chơi Tết anh chị ha. Rồi em xin phép xuống cây, em lên mã kế tiếp, mã 217. Rồi, 217 cây mini nha, lâu lâu thì cũng có mini cho anh chị nào mà thích chơi mini ha. Chiều cao của mình là 93 nha anh chị ơi, tán ngang của mình là 83, hoành ở đây 13 nha anh chị, hoành 13. Rồi, mã này là mã 217 nha anh chị. Cây này rất là khỏe, đâm tược hết rồi nè anh chị ơi, nhảy tược phèo vèo luôn ha. Đấy, cho anh chị an tâm, có một cái bông cũng mới rụng rồi nè. Đây, mới vừa là rụng rồi. Rồi, mã này em giao lưu với anh chị mình chỉ có 550.000 thôi. Giá mềm luôn. Dạ, giá rất là mềm luôn, rất là dễ thương luôn. Em bao ship, em bó lại cho mình rất là kỹ luôn nha.
Rồi mã này là chỉ có 500.000 nha anh chị ơi. Rồi xin phép xuống cây em lên mã kế tiếp, mã 218. Rồi 218. Anh chị nào mà khi mua cây bên em á cần hỗ trợ cách trồng, Duy ơi, anh chị không biết cách trồng mai như thế nào, có thể hỗ trợ anh chị mình được không? Em sẵn sàng hỗ trợ anh chị luôn qua Zalo hoặc số điện thoại. Anh chị cứ điện hoặc là em sẽ ghi âm lại cho anh chị mình. Để khi mà anh chị mình quên, mình chỉ cứ lật ghi âm ra để mình nghe là cái cách trồng, để mình trồng cho nó dễ anh chị ha. Bên em là hoàn toàn hỗ trợ về cách trồng miễn phí nha. Chiều cao cây mã 218 nha anh chị. 1m24. Tán ngang của mình là 1m14. Quạnh đây là 16 nha. 16 tính chị 16 thôi. Đó. Cánh mai anh chị thấy không? Nó rất là nhiều cánh ha. Đây. Rõ ràng ha. Nhưng mà ở đây nó lại có 5 cánh nè. Đó. Đây nó không đủ sức nha anh chị, nó không đủ sức. Đây cũng tường mọc rất là khỏe nè. Đấy, nó chung trên một cái cây luôn. Đấy, là mai rảo Tân Châu Magin nè, này trên đây. Đó, nhiều cánh nè ha. Đó. Mùa này là mùa nóng nữa. Đấy, anh chị thấy không, mấy cái lá tược em nó héo rồi nè. Anh chị mình về anh chị mình lặt bớt ba cái nụ xanh đi để cho nó không bị mất sức cây ha. Rồi mã 218 em giao lưu với anh chị mình giá chỉ có 900 ngàn thôi. 900 thôi ha anh chị ha. Rồi em xin phép xuống kem lên mã cái tiếp ha, 219. Chiều cao anh chị 1m24. Tán ngang của mình 1m6. Wow, quả này là 14,5 tính chị mình 14 nha. Đấy. Rất là đẹp ha, có một cái lò xo một vòng ở dưới ha, lắc lượng. Đây anh chỉ cho anh chị mình luôn cách test cây mai Tân Châu. Anh chị mình khi kiểm tra nhận hàng thì mình cạo thân, nhấn vô nha, nhìn cái móng tay mà nhấn chặt vô rồi cạo. Thấy cây nó xanh không? Xanh như thế này là cây khỏe. Nha, chứ đừng chị đừng có cào cào bằng vậy thì nó sẽ không ra đâu, đó. Cào vậy nó không ra đâu, cạo đè nhấn vô cạo nó một cái. Đó là thấy nó xanh là mình hãy chốt cây là lúc đó là biết cây nó khỏe rồi. Rồi. Mã 219 em cho luôn với anh chị mình giá là 900 ngàn nha. Rồi 900. 900. Em xin phép xuống cây lên mã cái tiếp mã 220. Cây này lùng lực ha anh chị ha, lùng lực. Đây, chiều cao nha. 86, tán ngang. 99. Này về chắc xuống tại cành chơi bonsai được nè. Quanh 17. Hạt dáng này gốc này to nè, lực nè. Chơi bonsai được theo em thôi nha. Đây mà có mặt bông nó luôn anh chị. Đẹp ha. Hai lớp luôn. Không còn sợ lầm nha. Đấy. Tược mọc rất là khỏe, cây này bao khỏe nha. Cái này nó có một cái khuyết điểm như thế này. Cái nhánh này, nhánh trong này nó bị ấy rồi. Nên là em cứu được nhưng cứu không là mốt mình cắt luôn chị. Anh chị nào chốt thì kêu cắt thì em cắt luôn cho anh chị nha. Rồi thêm một cái nữa. Ở đây nó bị mất cái nhánh nha, em đã cưa rồi bỏ rồi. Còn bên đây nữa nè. Ở đây có cái vết xước ở đây từ lâu rồi. Không sao đâu. Nên là em đã check keo lại rồi, nó cũng không hên nổi. Tược nó cũng đã mọc hết rồi. Anh chị ha, yên tâm. Mã 220 này em giao lưu với anh chị mình giá chỉ có 700 ngàn thôi nha. 700 ngàn mình chưa được mai tàn mà mình, nếu mà anh chị mình muốn mình xuống phôi cũng được luôn. Dẫn được tại dáng này dáng lực. Rồi, em sẽ xuống cây. Em lên mã cái tiếp mã 221. Rồi, 221. Cây đâm tược rất là khỏe nha anh chị. Cũng mọc vài bông rồi mà rụng mất tiêu. Cái này dáng lông anh chị ha. Lông. Chiều cao anh chị. 1m18 nha. Tới ngang mình 1m13. Hoành mình là 16. Đấy. Đấy, hoành 16. Mã này mã 221 nha. 221 nha anh chị. Hoành 16. Cây này em giao lưu với anh chị mình giá 900 ngàn. Cây này dáng lông lắc lượng rất là đẹp. Nha, em sẽ phép xuống cây, em lên mặt cái tiếp. À quên. Cái cây này đây nó có một cái vết này nè. Ha, có gì thì sẽ báo liền luôn đó. Cái nhánh này nó hơi bị nứt. Tược nó vẫn mọc ở đây bình thường, anh chị thấy không nhảy nè. Nhưng mà đây bị nứt. Nếu anh chị nào mà khi chốt cây này cứ về báo với Di ơi cho chị coi, anh chị coi lại cái nứt cái này. Được thì không thì em sẽ cưa luôn cho. Tại vì bây giờ em phải để như thế này để cho anh chị mình xem toàn vẹn cái cây ha. Đấy, nhưng mà nó hơi bị nứt ở đây thì anh chị mình có gì cần thì cứ báo với em nha. Rồi, em sẽ phép xuống cây nha. Em lên mã kế tiếp. Mã 210. Ủa xin lỗi, mã 222. Ba số 2 nha anh chị, 222 ha. Cây mini nhưng nó khá dễ xương. Cái này đã ra nụ nè và ra tược hết rồi. Về sức khỏe thì anh chị mình an tâm ha. Rồi chiều cao là 1m12 nha. Tán ngang mình 80. Quanh mini để nơm một rổ luôn, đặt kẹo luôn, quanh 12. Đây đẹp ha. Da này là da đặc trưng của Mai Tân Châu, tức đây là da hơi khô nhưng mà cây rất là khỏe. À đấy, xanh luôn. À, rất là khỏe. Rồi, mã 222 em giao lưu với anh chị mình giá là 650.000. 650. Dạ, em sẽ phép xuống cây. Em lên mã kế tiếp nha anh chị. Mã số 223. Lắc lượng ha, viên dáng luôn, dáng lông. Chiều cao nha anh chị. Dáng này dáng lông ha, chiều cao 1m6, 223. Tán ngang mình là 90.
Hoành ở đây là 16 nha anh chị. Hoành 16 nha, 16 chẵng. Đây cây này mã 223. Có mặt bông rất xinh nha anh chị. Nhỏ nhưng mà rất là nhiều cánh nha. Đó thấy không? Đó, tại vì cái này cái nhánh nhỏ nên mất cái buộc nó mọc bông hơi nhỏ. Tuột thì lá anh chị thấy không, rất là khỏe. Rồi mã 223 giao lưu với anh chị giá 800.000 nha. Đây 800. 800, em sẽ phép xuống cây lên mã cái tiếp. Mã 224. Rồi, lắc lượng dáng lông luôn, rất đẹp. Cái này nụ chùm chùm luôn ha. Chiều cao 1m42, cây này khá là cao nha. Khá là cao anh chị, cây này khá là to. Tán ngang mình 37, cũng xem cây này đều rồi đó. Hoành đây 17 nha, hoành 17. Dáng rất là đẹp ha, dáng lông. Anh chị mình xem nè, được mọc lá nè. Lá này lá to không nha anh chị. Nó vui thôi chứ này anh chị cuốn. Giống như lá xài cuốn bánh tráng ăn được luôn á. Khá là to, bự bằng cái tay mà, không có vừa đâu. Đấy. Bông nụ rồi nở chùm chùm ha, rất là đẹp. Mã 224 này em giao lưu với anh chị mình giá là 1.300.000. Rồi, 1.300. Hình thức luôn là bao ship toàn quốc nha. Đối với cây to như thế này là em bao ship luôn cho anh chị mình cái giá này ha. Đây, rồi em sẽ phép xuống cây. Em lên mã cái tiếp. Mã 225. Rồi, 225. Rồi, có mặt bông luôn. 225 nha anh chị, có mặt bông luôn. Tròn luôn. Tròn. Chiều cao nha. 1m39. Tán ngang nha. 1m17. Hoành 16 anh chị, hoành 16. Đây nè anh chị ơi. Anh chị mình có thể là nhìn đây giúp em. 6 cánh. Đúng không? Quay qua đây. 8 cánh. Thơm ha. Đấy, dưới đây 10 cánh. Đấy. Nhiều khi những cái trường hợp đó là những cái trường hợp mà những nhánh này bị mất sức, cây nó hơi bị yếu là lý do mới bứng về á anh chị. Đó, thì bông nó mọc không có đủ cánh. Nên là khi mà anh chị mình trồng mình cái cây nó ra lá xanh luôn, xanh mà khỏe luôn á, xanh đậm á, thì bắt đầu lúc cái cây khỏe là ra cái đặt bông đầu tiên nó sẽ anh chị thấy. Nó rất là đẹp, bông nó đủ cánh luôn. Rồi mã 225 này em giao lưu với anh chị mình giá là 1 triệu đồng, rồi, chính xác luôn. Có một cái mã số và cái giá tiền ở trên cái cây. Nhớ giúp em ha. Rồi em sẽ phát xuống cây, em lên mã cái tiếp, mã này là mã số cuối nha. Clip. Mã số cuối là mã số 226 anh chị, 226. Wow, một cái cây rất là đẹp. Quá trời đẹp luôn, chùm chùm luôn ha. Chiều cao nha anh chị. 1m20. Tán ngang của mình là 1m04. Mấy cây này lên mua chị không sợ lầm nè. Hoành 15 nha. Đây. Em xin phép anh chị ha. Đây có cái bông nè, khá to ha. Đây nè, em gỉ ra cái nha. Hay để luôn ha. Đó. Khá là đẹp ha, khá là to, rất là nhiều cánh luôn ha. Bông bự bằng cỡ ba ngón tay em ạ. Đó, ba ngón tay em ha. Đấy. Và cái lá nè anh chị xem nè. Cái lá nó chắc cũng không có vừa đâu, lá này khá là to đấy, lá này rất là to. Đây, lá này chắc cơ bự bằng tay ạ. Khá là to ha, mai lá to luôn, bông rất là to. Rồi mã 226 này em giao lưu với anh chị mình giá yêu thương nha. Chỉ có 1.200.000 thôi, hình thức là bao ship toàn quốc. Mấy cây này anh chị mua yên tâm rồi đó. Mặt bông gì cũng có nè, sức khỏe cây gì cũng có rồi đó. Và cái dáng cây chúng ta thấy rồi. Anh chị mình chỉ về và chăm sóc và chơi Tết thôi. Về giúp em lặt bớt ba cái nụ xanh này bỏ, bông cũng bỏ hết. Đọc bỏ đi để cho Tết nó ra nó sẽ đẹp hơn và không bị mất sức cây. Rồi cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị mình đã theo dõi clip bên shop Mai Vàng Trúc Yên bên em. Trong quá trình mà xem clip anh chị cảm thấy cây nào ưng ý, anh chị có thể liên hệ qua số hotline là 0939779318, đồng thời cũng là số Zalo bên em luôn để mình thể chốt cây nha anh chị ha. Và giá em đã báo trên clip là giá đã bao ship và bó cây lại cho mình luôn nha anh chị. Đó là giá em rất là rẻ rồi, là giá này là giá sỉ rồi đó. Rồi cái thứ hai nữa là em sẽ chúc cho anh chị mình, gia đình anh chị và gia đình xem clip bên em á, là dồi dào sức khỏe, gia đình bạn sự như ý ha. Chúc cho anh Tâm nhiều sức khỏe và đã hỗ trợ cho clip bên em. Anh chị mình xem clip hay nhớ chia sẻ và đăng ký kênh giúp em để được theo dõi nhiều clip hơn nữa anh chị ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong clip sau nha. Rồi, xin chào số mấy bạn chúng em ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho số mấy bạn chúng em ha. Cảm ơn mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.